Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, rất vui được gặp lại tất cả mọi người và chúc quý khách có một cái kỳ nghỉ lễ vừa rồi thật là an toàn rồi. Thì chuẩn bị đến ngày đi làm rồi thì bà con làm sao mà có một cái công việc thật là thuận buồm xuôi gió. Bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về những dòng xe 7 chỗ bên em thì có thể qua bên em uống nước chè trải nghiệm cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng được không ạ? Nhà em thì hôm nay còn khoảng tầm đâu đó hơn 20 chiếc xe 7 chỗ ngồi. Đấy, hơn 20 chiếc xe 7 chỗ ngồi thôi. Đấy, hơn 20 chiếc xe 7 chỗ ngồi thôi thì quý khách hàng có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào, trà chanh, chém gió rồi ngắm xe cùng với Tuấn Anh. Tuấn Anh lúc nào cũng sẵn sàng được đón tiếp tất cả mọi người luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng luôn chứ không phải là ấy cả. Các bạn cứ alo cho Tuấn Anh một cái, Tuấn Anh sẽ đón tiếp các bạn, chờ các bạn sẵn rồi, pha chè sẵn rồi. Đấy, giải chiếu sẵn rồi, chỉ chờ các bác đến là viết giấy chạy thử thôi. Nói thì thoái thôi chứ còn đâu thì bây giờ các bạn đến xem thì từ lúc gọi mà đến lúc gọi điện thoại cho đến lúc đến bãi là cả một vấn đề. Mà đến từ lúc đến bãi rồi đến lúc mua được xem được một chiếc xe là cả một vấn đề. Đấy, xem được xe rồi đến lúc ngã một cái giá ra để chốt thì đó là cả một cái vấn đề sâu hơn. Vì thế nên là quý khách hàng và quý bà con ạ, các bạn đừng ngại ngần gì mà gọi điện cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Đừng ngại ngần gì mà có đi qua đây hay ghé qua đây thì cũng có vào cửa hàng bên em để xem và ngồi bàn luận về xe một tí cũng được, không sao cả, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dàn xe 7 chỗ ngồi. Cái dàn xe 7 chỗ ngồi có đủ các dòng ở bên em và cái tầm tiền của nó thì khá là hợp lý để bà con có thể mua một cái giá gần như là mới tinh cho tất cả mọi người. Ở đây em đang có một chiếc Toyota Innova đời 2008 biển Hà Nội máy 2.0. Chiếc xe đang đeo biển 30A87425. Một chiếc xe Innova Z 2008 số sàn máy 2.0 7 chỗ ngồi. Con này thì hiện tại bây giờ em bán với giá 178 triệu đồng. Một chiếc xe thì 178 triệu đồng đã được lên màn hình Android xịn sò. Nội thất là ghế da, màn hình cam lùi đầy đủ. 178 triệu đồng thôi nha bà con nhé. Nội thất thì khá là ok cho bà con. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi, thương hiệu nổi tiếng của Toyota. Một chiếc xe cực kỳ rộng rãi và rất chất lượng cho quý khách hàng cũng như cả con. Anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này thì cũng khá là yên tâm. Với giá chỉ có đâu đó 178 triệu thôi. Một chiếc Innova khá là đẹp cho mọi người. 2008 số sàn máy 2.0. Các bác mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ hay là một mẫu xe khởi nghiệp thì cũng khá là ổn định cho mọi người. Khá là ổn định cho mọi người. Rồi ạ, tiếp tục thì em lại có cho anh em một chiếc xe còn rẻ hơn nữa cơ. Con này còn rẻ hơn nữa, có 165 triệu thôi. Mà chiếc Innova đang đeo biển Hà Nội. Con này thì sản xuất năm 2007. Vâng, biển Hà Nội 30F02974, sơn xi màu bạc, đăng kiểm tháng 8 năm 2023. 165 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. 165 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Một chiếc xe Innova 2007. Phiên bản số sàn, máy của nó là một chiếc xe là 2.0. Một chiếc xe khá là hợp lý cho bà con với giá tiền khá hợp lý này. 30F02974, sơn xi màu bạc, 165 triệu. Đấy. Innova 2.7 biển Hà Nội. Một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, một cái chiếc xe khá là hợp lý cho anh em mà cái tầm tiền của nó chỉ có đâu đó 125 triệu đổ xuống thôi. Đây là một chiếc xe Chevrolet Vivante. Sản xuất năm 2008, bản đủ số sàn, máy 2.0. Trang bị hệ thống túi khí nguyên bản, hệ thống na răng đúc, tất cả gương kính chỉnh điện đầy đủ hết theo xe. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này, hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em. Đăng kiểm thì tháng 5 năm 2023. Nếu mà hết đăng kiểm, em sẽ đăng kiểm mới tinh cho mọi người là 1 năm. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý để bà con có thể mua này. Với tầm tiền là 125 triệu Vivante 208 bao đăng kiểm cho bà con, được chưa? Đấy. Tiếp tục là một chiếc Ford Ranger, một chiếc xe bán tải bản XLT. Với chiếc xe này thì hiện tại là đang đeo biển 98C131495. Đây là một chiếc xe bán tải máy dầu số tự động 2.5 nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Một chiếc xe Ford Ranger 2009 số tự động. Con này thì bây giờ giá của nó cũng khá là hợp lý cho anh em. Còn có 269 triệu thôi. 269 triệu trần nỉ nguyên bản Ford Ranger số tự động một cầu 2.5 máy dầu. Vâng, bán tải một chiếc xe có thể nói gọi là ông vua của bán tải luôn. Với giá còn có 269 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Vậy thì bà con có bác chị em nào quan tâm về cái mẫu Ford Ranger bán tải này mua về chở hàng, chở đồ, công trình, công trường thì con xe này nó khá là hợp lý cho bà con nhé. Rất hợp lý. Tiếp
tục là một chiếc bán tải mà giá có là 146 triệu thôi. Đó là một chiếc Ford Wildtrak. Con này thì là Pyramido Max, sản xuất năm 2011, số sàn, máy dầu 3.2. Vâng, con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá 146 triệu thôi. 146 triệu thôi là bà con của bác chị em đã sở hữu được chiếc xe này. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con nào đang có nhu cầu muốn mua về chở đồ này, chở hàng này, công trình này, công trường này, con này thì khá hợp lý, có thể ship làm shipper cũng khá đẹp luôn. Tầm tiền khá là hợp lý để bà con có thể mua chiếc xe này. Vâng, một chiếc xe chỉ còn có 146 triệu, một chiếc Ford bán tải, Ford Ranger. Sản xuất năm 2011, số sàn 3.2. Chiếc xe Ford Wildtrak khá đẹp luôn. Đăng kiểm tháng 8 năm 2023 với giá 146 triệu đồng. Và còn nhá, biển 20 chính chủ của một anh ở trên Thái Nguyên. Rất là đẹp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ngay được một chiếc xe nữa. Đó là một chiếc xe Toyota Jay. Con này bán cho anh em 50. Đấy, 50 về chở đồ hoặc tháo đồ này. Giấy tờ đầy đủ, đăng kiểm tháng 5 năm 2023, giấy tờ chính chủ luôn. Máy chất gầm chắc, côn số ngoài điều hòa mát. Con này thì em nhận cọc rồi này. Tiếp tục là một chiếc xe nữa. Đó là một chiếc xe Mitsubishi Zoni. Với chiếc Mitsubishi Zoni sản xuất năm 2000 bao nhiêu ạ? Mitsubishi Zoni sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản đủ, một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Với giá thành chỉ có 79 triệu thôi. 79 triệu đăng kiểm tháng 7 năm 2023. 79 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe Mitsubishi Zoni 2003, số sàn, máy của nó là 2.0. Bản khá là đẹp luôn. Máy xăng bà con nhé, 79 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Tiếp tục là một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Mazda Plymouth. Với chiếc Mazda Plymouth sản xuất năm 2003, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.8, máy xăng. Con này là số tự động 7 chỗ ngồi, thương hiệu đến từ Nhật, 2003, màu xanh da nhạt. Con này thì đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023, trang bị màn hình cam nồi đầy đủ. Giá của nó thì bây giờ các bạn biết bao tiền không? 142 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Mazda Plymouth 7 chỗ ngồi số tự động đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. 142 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Vâng ạ, tiếp tục là một chiếc Hyundai Santa Fe Gold. Đây là một mẫu xe số tự động, máy dầu 2.0, sản xuất năm 2003, 7 chỗ ngồi, máy 2.0 bản full. Con này thì trang bị cửa sổ trời, ghế điện, điều hòa tự động, máy dầu số tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, màu đỏ, biển Bắc Giang 98A54607. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024. Và giá của chiếc xe này thì chỉ có 198 triệu đồng thôi. 198 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Santa Fe Gold 2003, số tự động, máy dầu 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, 7 chỗ ngồi, bản cửa sổ trời, ghế điện, điều hòa tự động, xe đẹp không lỗi bà con nhé, cực kỳ ổn định. Tiếp tục thì em lại có cho các bác một chiếc xe nữa. Đó là một chiếc xe Toyota Fortuner. Đây là một chiếc xe đang đeo biển Hà Nội 29A55310. Một chiếc Fortuner 2010. Con này thì sản xuất năm 2010, máy xăng, số tự động, 2 cầu 2.7V. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho anh em này. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho anh em. Chỉ có tầm tiền là bao nhiêu ạ? 368 triệu đồng thôi. 368 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Vâng, các bà con có bác chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Con này thì keo chỉ zin, máy số zin, 7 chỗ ngồi, Fortuner số tự động 2.7. Một chiếc xe mà chỉ có 368 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con có bác chị em đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Bà con có bác chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Ok, tiếp tục thì em lại có cho anh em một chiếc xe đăng kiểm mới tinh tình tình. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024, một chiếc xe 7 chỗ ngồi, hộp số tự động, đó là một chiếc Chevrolet Vivante 2008, biển Cao Bằng 11A01455. Và các bạn biết không ạ, con xe này thì hiện tại bây giờ em bán có 145 triệu thôi. 145 triệu cho bà con, đúng giá 145 triệu bà con nhé. 7 chỗ ngồi, số tự động 2.0. Xe thì cam kết cho anh em là zin cả xe, nội thất thì cực kỳ đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con. 145 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe tôn vỏ mỏng tanh, biển Cao Bằng, xe đẹp không một lỗ nhỏ, cực kỳ chất lượng cho mọi người.
Ok, tiếp tục là một mẫu xe Toyota Innova 2016 bản E số sàn. Con này thì 2016 bản E số sàn, xe thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Với chiếc xe này thì hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho bà con. Hiện tại thì con này em đang bán có 368 triệu thôi. 368 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe Toyota Innova 2016 bản E số sàn, máy của nó là 2.0. Xe đã được bọc nội thất ghế da, sàn nỉ, trần nỉ, bọc ni lông, màn hình Android. Vâng, 368 triệu thì giá đó bên em sẽ bao hồ sơ cho tất cả mọi người. Nhìn kỹ cái hàng, một chiếc xe khá là chất lượng cho mọi người. Với giá 368 triệu đồng là bà con của ba chị em đã có ngay được một chiếc xe Innova 2016 số sàn bản E. Một chiếc xe khá đẹp cho mọi người, máy zin, keo chỉ zin. Ford Everest là chiếc xe tiếp theo, máy dầu số tự động 2.5. Chiếc xe đang đeo biển 30A 30E 92441, sản xuất năm 2008, máy dầu 2.5, hộp số tự động, đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một mẫu xe cực kỳ ok. Gầm cao, máy thoáng, cơ bắp khỏe cực kỳ luôn. Và giá của nó là 299 triệu đồng. 299 triệu đồng sở hữu ngay được một chiếc xe Ford Everest 2008 số tự động với giá bán 299 triệu đồng. Đời 2008 số tự động bà con nhé. Máy dầu 2.5, một chiếc xe khá là hợp lý. Chào bà con, cô bác chị em. Một chiếc xe khá hợp lý này. 30E92441, một chiếc xe đang đeo biển Hà Nội, cực kỳ ổn định. Ok, Innova thì em lại có rất nhiều. Innova thì đây, tiếp tục là một chiếc Innova đang đeo biển 28A10294, sản xuất năm 2010, bản G xịn. Một chiếc xe tên tư nhân chính chủ, biển Hòa Bình, bản G, và giá của nó là 245 triệu đồng. Là bà con đã sở hữu được chiếc Innova G 2010. Một chiếc xe số sàn bản G, 3 dàn điều hòa, túi khí ABS, gương kính chỉnh điện, nội thất ghế da, và đặc biệt xe không lỗi, đã có màn hình cam lùi đầy đủ hết theo xe rồi là bà con này. Đã có màn hình cam lùi đầy đủ hết theo xe. Vậy thì bà con, các bác chị em nào quan tâm về chiếc Innova G này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386, hoặc 0971 255 863. Đó, một chiếc xe biển 28 của tỉnh Hòa Bình nhá. Rất là đẹp và rất là rẻ cho mọi người luôn. Kia Carian 2016, đời cao, giá rẻ, form dáng đẹp, 7 chỗ ngồi, rộng rãi, máy 2.0, bản đủ, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Vĩnh Phúc, 88A24081. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là 289 triệu đồng. 289 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Kia Carian 2016 số sàn, máy 2.0. Dòng Carian 26 này thì nó chưa có cửa sổ trời. Đấy, nó lại cắt đi cửa sổ trời rồi. Và tất cả mọi thứ từ điều hòa tự động, hệ thống túi khí, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ hết nhá. Chiếc xe đang đeo biển 88 của tỉnh Vĩnh Phúc, 88A24081, với giá bán chỉ có 289 triệu đồng thôi. Carian 2016 số sàn, máy 2.0. Ok, tiếp tục thì ở đây em lại có cho các bác và bà con một chiếc xe nữa, đó là một chiếc Innova 2000, hai chiếc xe Innova, đấy, hai Innova, con này là màu vàng cát, biển Hà Nội, 30G79675. Một chiếc Innova 2010 bản G. Con này thì đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2023, số sàn, máy 2.0, bản G xịn. Tên tư nhân, biển Hà Nội, màu vàng cát, và giá của nó thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 245 triệu đồng. Là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Vâng, Innova với lại 7 chỗ thì nhà em còn tầm đâu đó 20 chiếc. Đấy, cũng gần như là vãn vãn rồi. Bên em giảm giá kịch sàn, bán cũng gần là vãn rồi. Với giá chỉ còn có 245 triệu đồng thôi. Một chiếc Innova G biển Hà Nội rất đẹp. Bên đây em có một con Innova G 2010 này. Con này thì số sàn cũng là G 2010, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, nhưng con này thì có một cái lớp sơn màu tím tìm tim. Màu tím của tình yêu, màu tím của sự trung thủy. Và chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý, cũng 245 triệu đồng. Tư nhân, biển Hà Nội, và xe của nó thì khá là đẹp cho mọi người. Hai chiếc Innova còn khá là đẹp, đúng không ạ? Hai chiếc Innova còn khá là đẹp cho mọi người. Ba chiếc Innova 2010 luôn, 245 triệu đồng. Nội thất thì cực kỳ sạch sẽ và đẹp đẽ cho bà con. Vậy thì bà con, các bác chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này, hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386, hoặc 0971 255 863. Tiếp tục là một chiếc Innova 2015, chiếc xe đang đeo biển 30H02227, sản xuất năm 2015, hộp số sàn, máy 2.0,
Con này thì tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, xe đẹp không lỗi, trang bị đầy đủ hệ thống điều hòa ba dàn, hệ thống túi khí, hệ thống gương kính chỉnh điện. Một chiếc xe có thể nói là khá là ok. Nội thất ghế da lên màn hình Android xịn sò. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang bán với giá 320 triệu đồng. 320 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Toyota Innova 2015 số sàn, máy 2.0 bản 2.0 số sàn. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2024. Đấy, 320 triệu đồng một chiếc xe Toyota Innova 2015 số sàn, biển Hà Nội, xe đẹp không lỗi bà con nhé. Hyundai Tucson, một chiếc Hyundai Tucson sản xuất năm 2010. Con này thì tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A38600, sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn. Đấy, máy của nó là 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Với cái giá của chó 410 triệu đồng. 410 đến 405 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con, các bác chị em nào quan tâm về chiếc xe này, hãy nhớ được máy lên và alo cho em. Với cái khối động cơ 2.0 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc này. Anh chị xem xe ra. Một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Một chiếc xe khá là ổn định để bà con có thể mua chiếc xe này nhé. 405 triệu đồng là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa. Đó là một chiếc Chevrolet Captiva 7 chỗ ngồi số tự động 2.4. Chiếc xe đang đeo biển 15A29763, sản xuất năm 2009, hộp số tự động, máy của nó là 2.4, hàng nhập khẩu nguyên con, hàng sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam này. Nội thất của nó này rất là ok, nội thất ghế da, ghế điện. Đấy, màn hình Android số tự động, và giá của nó thì khá là hợp lý để bà con có thể mua chiếc xe này. Với cái tầm giá chỉ có 245 triệu đồng, hoặc là 200 bớt đi còn khoảng 235 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe Chevrolet Captiva khá đẹp như thế này nhé bà con nhé. Vâng, tiếp tục là một mẫu Toyota Innova 2016 biển 34A64710 2016 với giá 398 triệu đồng. 388 triệu đồng là bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Ok, bà con có bác chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đi ạ. Innova E 2016 số sàn bản E, một mẫu xe tên tư nhân biển Hải Dương, nội thất ghế lỉ nguyên bản, trần sàn lỉ nguyên bản, xe đẹp không lỗi, máy số zin, keo chỉ zin hết, với giá bán khá hợp lý cho bà con. Với cái tầm tiền 89 triệu đồng thôi, đăng kiểm tháng 6 năm 2024, 389 triệu đồng bà con nhé. Rất ok cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.